Ê, nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhá? Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, lại gần này nói nghe. Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, người gì mà thật đáng yêu nhiều lúc trông thật dễ thương, nhiều lúc trông thật khó gần. Mặc kệ mọi chuyện vì đồng đã thích nhau từ lâu. Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, lại gần này nói nghe. Ê, ê, nhỏ lớp trưởng ơi, bài tập này thật khó, phải làm sao để điểm cao, nhưng càng khó hơn là lúc gần. Kể về mà chẳng biết nói như thế nào thành công. Tuấn Anh vô cùng lo sợ khi ba cậu gần như quỵ ngã vì tình hình nợ nần tồi tệ. Thế nhưng sự xuất hiện của ba Anna, chính là ông Nhân, đã trở thành phao cứu sinh cho cả gia đình cậu. Mẹ Tuấn Anh vô cùng vui mừng trong khi cậu rơi vào thế khó xử khi nghe đề nghị đính ước giữa hai gia đình của ông Nhân. Trên trường, Kiều Ngân bắt gặp hành động mờ ám của Minh Hoàng với một cô gái lạ, trong khi Đăng Khoa vẫn vật lộn với nhiều chiêu trò nhằm gây chú ý với Anna. Liệu chuyện tình cảm giữa các cặp đôi sẽ tiến triển như thế nào? Mời các bạn đón xem tập 21 của Ế Nhỏ Lớp Trưởng phần 2. Hết lần này đến lần khác, bà gieo hy vọng cho tôi chỉ là để phục vụ cho những cái âm mưu của bà thôi à. Làm ơn, đừng làm phiền tôi được không? Kinh tởm con người không? Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Tao đã nói rồi, tao á sẽ không đánh đổi chút anh với bất kỳ thứ gì đâu, kể cả sự nghiệp của gia đình mày luôn. Con nghĩ là chỉ còn con ở cạnh cậu ấy, an ủi và ủng hộ cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nhiêu đó thôi cũng là chưa đủ. Con nên dừng lại mọi liên hệ với Trúc Anh đi là được rồi đó con à. Trong hoàn cảnh này thì chỉ có Anna và bác Nhân giúp đỡ hết lòng với gia đình nhà mình thôi con. Xông dai như đĩa vậy, không được có bám lấy tôi nữa. Nể tình hồi xưa ông cũng cung phụng cho tôi, cho nên tôi khuyên ông, với cái gia cảnh của ông bây giờ, chỉ có con Anna ngu ngốc là bám lấy ông thôi. Có khi ông nên chiếu cố cho nó một chút, biết đâu sau này nó vực dậy được gia đình ông. Tới lúc đó hẳn tìm tới tôi, biết đâu tôi lại suy nghĩ lại về quyết định đi du học á. Nè, bánh mì nè. Rồi còn tiền thừa tao đâu? Đây, tôi để cái này nè. Trời, sao mày khôn quá vậy? Tao mà không để trong nãy à, là về tụi nó chấn lột lâu rồi. Bây giờ cái quần mình đang mặc là của mình, chứ còn túi quần là của tụi nó rồi đó. Khá khen cho tụi bay. Nhưng mà tụi bay nghĩ, tụi bay làm như vậy là có thể thoát khỏi được tay anh à. Anh ơi, thay cho tụi em, hôm nay tụi em hết tiền rồi, ngày mai tụi em đóng cho nha. Tụi bay gan. À, anh ơi, tiền tụi em tháng này tụi em đóng tiền học thêm, anh tha cho tụi em được không? Học cái gì? Tuổi trẻ tụi bay á là phải ăn chơi, đừng có áp đặt lên việc học. Nhức đầu lắm. Còn tụi bay á, cứ đi chơi đi, tiền để đó cho tụi anh lo. Hay là anh cho tụi em trả góp được không anh? Thì tháng này tụi em ôn thi á, tụi em cần tiền để mà tụi em mua bài vở. Với lại ba má tụi em làm lụng cực khổ lắm anh. Anh tha tụi em nha. Mày nghĩ nhìn mặt tao quan tâm hả? Học hành chẳng có lợi ích gì á. Mà tụi bay cũng học nữa. Không học mới trở thành những thứ với tụi anh đó. Mày nói cái gì hả? Tụi anh ngưng cái trò hiếp đáp người khác đi, sẽ có ngày bị lãnh hậu quả đó. Ngon. Tụi bay xử nước cho tao. Dạ, anh ơi, anh ơi, tha cho bạn em đi. Tiền này là tiền sáng một tháng của tụi em á anh tha cho bạn đi. Được. Tụi bay nhớ né cái mặt của tao ra nghe chưa. Tháng sau thu tiền gấp đôi cho tao. Đi. Nhớ nha mày. Mày có sao không? Sao tự nhiên mày đưa tiền cho tụi nó chứ vậy? Trời, không đưa tiền cho tụi nó chết mày rồi sao? Cứ như quản lý trường này á, không phải là thầy cô, mà là tụi đám bất hảo á. Ừ, mày nói cũng đúng. Từ lúc đám thằng Tuấn Anh suy yếu, đi học phải chợt trước ngó sau. Bây giờ tụi nó bắt nạt mình như vậy, mình không làm gì được. Thôi, lên phòng y tế đi. Ừ. Nhỏ
nhợt nhạt quá. Đứng trước mặt người khác thì phải luôn luôn xinh đẹp mới được. May quá lúc nào cũng thủ em lâu ra sân sai này hết. Gia Bảo, ông đang đi đâu vậy? Đang tính đi ăn trưa, có gì không? Ăn trưa hả? Tôi có cái này cho ông nè. Tôi dậy rất là sớm để nấu nha. Không ngon nhưng mà ông đừng có chê nha. Cho tôi hả? Ừ. Bà lại tính giở trò gì nữa hả? Ủa, giở trò gì là trò gì? Chứ lần nào bà đến tìm tôi với cái vẻ mặt này thì cũng chỉ là để dụ tôi làm một cái điều xấu xa cho bà thôi. Tôi không muốn làm con cờ cho bà nữa. Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là... Thôi. Hết lần này đến lần khác, bà gieo hy vọng cho tôi chỉ là để phục vụ cho những cái âm mưu của bà thôi à. Tôi biết là bà không có thích tôi, nhưng bà cũng phải suy nghĩ cho cảm xúc của người khác chứ. Hộp cơm này lại mua đại đâu nữa đúng không? Trời, hộp cơm này tôi đã dậy rất là sớm để nấu cho ông á. Đơn giản là chỉ muốn cảm ơn ông mà thôi. Cảm ơn tôi. Tôi cũng muốn tin lắm á, nhưng mà không có gì để tin hết á. Vậy tôi làm gì thì ông mới tin đấy? Nếu như bà thật lòng muốn cảm ơn á, thì bà đừng đi hại người khác nữa. Bà có biết là chính những mưu đồ của bà đã đẩy bà vô những cái rắc rối không đáng có không? Tôi tin bà là một cô gái tốt. Tôi chỉ muốn bà được an toàn với vui vẻ thôi. Còn bây giờ bà hỏi tôi cái điều gì mà tôi mong muốn nhất á, là bà đừng làm điều xấu xa nữa. Còn về cái hộp cơm này thì cảm ơn lòng tốt của bà nha, nhưng mà tôi không nhận được đâu. Ladies and gentlemen, ngày hôm nay sẽ là một Tuấn Anh hoàn toàn khác. Đẹp trai hơn, xuất sắc hơn và phong độ hơn. Ê bà, sao nhỏ Minh Thi A3 khóc dữ vậy? Ủa, bà chưa nghe tin gì hả? Mẹ bảo mới mất đó, bị ung thư. Từ khi phát hiện đến lúc mất, chỉ vỏn vẹn có một tháng à. Hay, mới cho ngày kia đó. Hèn gì, ngày nào lên trường cũng thấy bà như người mất hồn á. Đáng thương quá trời. Thế mới nói, tôi không dám nghĩ. Đến cái lúc mà tôi nghe tin mẹ tôi sống còn một tháng nữa thôi, tôi sẽ như thế nào nữa? Ôi, thôi đừng nói những chuyện buồn nữa, đi vào lớp đi. Hana. Đi. Tôi không có tâm trạng đâu. Thôi, hôm nay bà đi trốn với tôi đi. Tôi sẽ đưa bà đến rừng vàng, biển bạc và núi đi xanh đi. Làm ơn, đừng làm phiền tôi được không? Anna, bà đang nhớ mẹ bà hả? Ông đừng cố tỏ ra mình hiểu tôi. Đương nhiên tôi biết á, là tôi với bà cũng có hiểu gì nhau đâu. Chỉ nói chuyện với nhau một vài lần thôi à. Nhưng mà tôi biết á, mẹ bà lúc nào cũng vui và cũng muốn bà được hạnh phúc hết trơn á. Tuy mẹ bà không có ở Việt Nam, nhưng mà mẹ bà lúc nào cũng dõi theo bà mà, đúng không? Nhỏ Minh Thi đấy, bà ấy còn được ở bên cạnh mẹ đến năm 16 tuổi lận. Còn tôi thì... Ủa là sao? Bà nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Mẹ tôi mất rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết mấy chuyện đó. Thôi, không sao đâu. Ông cũng biết mà. Tôi nói này bà nghe, bà có nét giống mẹ lắm á. Tôi nghĩ á, là bác lúc nào cũng sẽ mong muốn con gái cưng của bác sẽ học giỏi nè,
hạnh phúc mà. Và lúc nào cũng phải mỉm cười hết. Bác không muốn thấy con gái của bác buồn như vậy đâu. Cảm ơn ông. Chút xíu chuyện à. Vô luôn. Mở ra đi. Mở rồi nhưng mà chật quá, sao mà đốt được. Thì cứ mở ra đi, đây để tôi phụ cho. Nó bị dướng rồi nè. Nhưng mà nó bị dướng cái gì? Nó dướng ở trong rồi nè. Dướng cái gì? Dướng ở trong rồi, ráo được. Yến Nhi, Trường Ngân, bà làm gì ở đây vậy? Bà đang làm gì ở đây? Bà nghe tôi hỏi bà đang làm gì ở đây? Thật ra thì Minh Hoàng, ông đang làm gì vậy? Trường Ngân à, nghe nói nè, nên ông là cái người nói thương tôi rồi ông đi ve vãn bản thân của tôi hả? Trường Ngân nói nghe nè, đi chỉ là hiểu lầm thôi, không phải như vậy đâu. Nó không phù hợp để bây giờ giải thích. Sao? Sao không nói được? Không nói ông yêu tôi. Mình từng trải qua rất là nhiều thứ. Kiều Quân à, nghe này. Không phải như vậy đâu. Đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Từ trước tới giờ ông có thật lòng với tôi không? Tôi chỉ có một mình Kiều Ngân thôi. Tôi nói thiệt mà. Nhưng mà ông đã đâm sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi? Kinh tởm con người không? Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Lần này đau lắm đó Minh Hoàng à. Mấy yêu, vậy mày làm gì, mày đang lạc trôi ở đâu vậy? Tụi tao đang kêu mày đó. Tao đang suy nghĩ về bài toán lượng giác. Tao phải suy nghĩ nhiều lắm. Thì có gì nói đi. Thôi mày bớt đi mày. Tụi tao đang hỏi mày là cái nhiệm vụ phân tán sự chú ý của địch, mày làm tới đâu rồi? Na hả? Vậy chứ còn vụ gì nữa, mày đặt giá điên nữa. Cô bé đó có đổ mày xíu nào chưa? Đổ rồi. Đổ. What? Đổ rồi. Thiệt mà. Thật ra thì cũng không hẳn là đổ, nhưng mà cũng gọi là có tiến triển một tí xíu. Thì tao với Anna đã ngồi nói chuyện với nhau rồi. Ừ. Vậy thì cứ thừa thắng mà xông lên nha. Tại vì mày mà cua được Anna nha thì Tuấn Anh nó được nhờ. Mà Tuấn Anh được nhờ là anh em mình được nhờ, cả trường được nhờ. Mọi sự trông cậy vô mày đó. Trời đất ơi, làm gì mà hả trọng trách tao nặng nề trên đôi vai gầy này quá vậy? Thì tao cũng sẽ cố gắng. Quỷ này ngáo ngáo ba. Mới gặp chuyện xui xẻo xong giờ quạo thêm. Mày làm gì mà quạo? Ủa? Mà sao bên má mày nó đỏ gì vậy? Thì bị muỗi cắn ba. Thôi đừng có dốc mày. Cắn cái gì mà thành nhánh chỉa vô. Thôi. Ý mày là gì? Ý mày là tao bị tát hả? Thôi. Muỗi làm gì có răng mà cắn. Mà thôi đùa. Nếu như con muỗi nào cắn mày được á thì là con muỗi nó làm con muỗi cực kỳ độc luôn.
tên khoa học là Kiều Ngân. Giả chẹt mặt mày giờ á, tào lao không à. À quên, à, ba mày sao rồi Tuấn Anh? Sức khỏe của ba tao ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng mà ông cứ đòi lại công ty hoài à. Tao không biết phải khuyên sao hết trơn á. Ủa Tuấn Anh, vậy còn tình hình tập đoàn Đại Thắng của mày sao rồi? Tao thấy hình trên mạng á, mọi người đình công hết trơn luôn. Tất cả là nhờ bác Nhân, ba của anh A. Bác ấy á, đã thuyết phục các nhà đầu tư để tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất của công ty tao. Với lại cũng điều đình với bên ngân hàng cho ba tao á gia hạn thời hạn vay thêm. Tóm lại á là đã giúp tập đoàn Đại Thắng chặn đầu khủng hoảng rồi, ngăn không cho nó lan rộng ra nữa. Mặc dù tao nghe tao không hiểu gì hết trơn á, nhưng mà ổn là được rồi. Chúc mừng mày. Thật ra cũng chưa ổn đâu. Ba của anh A chỉ mới đi những bước chữa cháy tạm thời thôi. Khủng hoảng vẫn còn ở đó. Mẹ tao á vẫn còn phải đối mặt với các chủ nợ á đang chồng trực ngoài kia kìa. Nhưng mà không có muốn nói cho ba tao biết, sợ ông lại lo nữa. Mà nói chung ba của anh Na đỉnh thiệt luôn á, ghê gớm thiệt. Mấy cái quan hệ tiền bạc á không thành vấn đề luôn á. Hạn chế con nhỏ anh Na nó bướng bỉnh rồi nó muốn gì cũng được. Đó đúng. Ê Tuấn Anh, vậy còn cái vụ đó giờ tính sao mày? Ý mày là vụ gì? Ví dụ đính ước chứ còn cái gì nữa. Tụi tao có nghe nói rồi. Mà dù không nghe thì tụi mình cũng biết đúng không? Mấy cái phi vụ lớn như vậy dễ gì mà không giúp mày khơi khơi được. Bánh ít qua bánh quy phải quay lại chứ. Tuấn Anh, vậy mày định giải quyết thế nào? Không có giải quyết cái gì hết trơn á. Tao đã nói rồi, tao á sẽ không đánh đổi Trúc Anh với bất kỳ thứ gì đâu. Kể cả sự nghiệp của gia đình mày luôn hả? Thiệt, giờ tao là hoàn cảnh của mày thì tao cũng biết làm thế nào luôn á. Giờ chọn giữa gia đình với lại Kiều Ngân thì thôi giết tao luôn đi. Tao không biết nữa, nhưng mà chắc tao không từ bỏ Trúc Anh đâu. Không có Trúc Anh á, tao không biết tao còn cái gì nữa. Tôi xin anh đấy, bây giờ tiền của anh thì nhất định tôi sẽ trả. Anh mà vào trên đó là ông ấy sẽ chết mất đó. Lão mà không chết đó, là tôi chết. Bà có biết vợ chồng bà thiếu tiền tôi bao nhiêu tiền vật liệu xây dựng không? Tôi cần cái đồng tiền để xây vòng. Tôi không có thừa tiền thừa của mà đầu tư vô chỗ của bà. Bà kêu lão Quang gặp tôi. Lão Quang đâu? Quang! Tôi xin anh mà, anh mà lên đấy bây giờ là anh Quang anh không chịu nổi đâu. Anh không biết đâu, anh ấy mà chỉ cần bị cú sốc nữa thôi là anh ấy không chịu đựng được. Tiền của anh á, nay mai tôi sẽ trả. Tôi sẽ trả hết cho anh mà. Xin anh đấy. Tôi nghe cái điệp khúc này tôi phát ốm luôn. Thôi bà đừng nói nhiều nữa, tôi không muốn nói chuyện với bà. Tôi vào nhà gặp lão chồng của bà, tôi làm việc cho ra lẽ. Không có tiền á thì bán nhà đi mà trả nợ. Lão Quang ơi, lão Quang. Trời ơi, anh đừng có vào. Anh mà vào đấy á là tôi thưa anh về cái tội á xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Trời ơi, có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Cái bà điên này bỏ ra. Không, cứu tôi với. Đây đây. Đừng mà. Không mà. Tôi xin anh đi mà. Đây đâu, trả lời nào. Đừng mà. Tôi mới là người vừa giúp gia đình anh ấy vượt qua được một cái bàn thua trông thấy. Bà từ bỏ đi. Chỉ có một mình tôi, duy nhất tôi giúp gia đình anh ấy vực dậy thôi. Chả lẽ bà đứng đây nhìn gia đình anh ấy đi vào con đường túng quẫn sao? Bà đừng trơ trẽn và ích kỷ như vậy nữa Trúc Anh à. Mẹ gọi con nãy giờ cho con không nghe. Dạ. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Mẹ chỉ hỏi con là ngày mai con muốn ăn gì thôi. Mà có chuyện gì vậy con? Con nghe lời mẹ, con nghĩ là chỉ còn con ở cạnh cậu ấy, an ủi và ủng hộ cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ. Sao vậy con? Mẹ không hiểu. Ủa, điện thoại của Tuấn Anh kìa, sao con không nghe? Mẹ nói với Tuấn Anh là con đi ngủ rồi. Mẹ nói giùm con đi. Hai đứa giận nhau hả con? Có chuyện gì á thì cũng nói chuyện thẳng thắn với nhau đi chứ. Tụi con không có mâu thuẫn gì hết. Chỉ là bây giờ con muốn tập trung 100% cho việc học. Alo. Alo, Trúc Anh hả? À, Tuấn Anh hả? Là cô đây. À, dạ, dạ, con chào cô ạ. À, Trúc Anh hôm nay nó đi học về mệt nên nó ngủ rồi. Con có gì á thì nhắn với cô nói lại cho nó. Vậy thôi, để ngày mai sáng con lên trường con gặp Trúc Anh rồi con nói sau ạ. Dạ, con cảm ơn cô, con chào cô ạ. Ừ, chào con. Tuấn Anh, con làm gì vậy? Dạ, con mới gọi điện thoại cho bạn thôi. À, mà ba sao rồi mẹ? À, ba con mệt quá mới thiếp đi rồi. Dạ. Mà con lại gọi điện thoại cho Trúc Anh phải không? Dạ. Con vẫn chưa xác định tư tưởng hả Tuấn Anh? Xác định tư tưởng là sao hả mẹ? Mẹ nói như vậy là con thừa hiểu rồi mà. Việc đính ước với Anna, con xúc tiến càng nhanh thì càng có lợi cho tập đoàn của mình mà. Con nên dừng lại mọi liên hệ với Trúc Anh đi là được rồi đó con à. Nhưng mà con chỉ xem Anna như là bạn, như là em gái của con thôi. Anna có gì không tốt hả con? Nó vừa xinh đẹp lanh lợi lại còn yêu con như thế. Chưa kể đến việc nó hết lòng giúp đỡ ba mẹ. Huống hồ trong hoàn cảnh này thì chỉ có Anna và bác Nhân giúp đỡ hết lòng với gia đình nhà mình thôi con. Nhưng mà mẹ ơi con. Con à, mẹ biết mẹ rất là có lỗi với con vì đã đặt gánh nặng lên đôi vai con. Nhưng mà mẹ cũng hết cách rồi. Mẹ cứ nhìn thấy ba con đau đớn, không biết ba con có chịu được qua nổi được không. Chủ nợ cứ hàng ngày đến đòi nợ, xỉ vả ba mẹ. Mẹ thực sự bây giờ mẹ cũng không biết mẹ trụ được bao lâu nữa con à. Thôi, mẹ đừng có khóc nữa, con sẽ nghĩ cách. Trúc Anh. Chào buổi sáng. Chào. Bà không khỏe đâu hả? Hôm qua tôi gọi cho mẹ bà, mẹ bà nói bà mệt nên đi ngủ sớm. Không, nhưng mà lần sau á, ông đừng gọi điện cho ba mẹ tôi nha, phiền lắm. Tôi xin lỗi. Bộ bà giận tôi hả? Nếu như mà không có chuyện gì tôi đi trước nha. Chúc anh, bà vẫn còn quyết định đi du học hả? Tôi đã bao giờ từ bỏ quyết định đó đâu. Nhưng mà tôi thấy học ở Việt Nam cũng tốt mà, đâu nhất thiết là phải đi du học đâu. Lẽ ra là tôi cũng từng phân vân với quyết định này, nhưng mà với tình hình bây giờ thì chắc đây là quyết định hợp lý nhất rồi đó. Tình hình bây giờ? Ý của bà là tình hình bây giờ là sao hả Trúc Anh? Thì tình hình hiện tại của tập đoàn Đại Thắng đó. Cứ tưởng đâu vớ được cậu thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng là ấm vào thân rồi. Ai ngờ nhận được tin bây giờ gia đình ông còn thua cái xe bánh mì của mẹ tôi nữa. Dĩ nhiên tôi phải tự tìm con đường cho mình chứ. Bạn đuổi tôi đúng không?
Thôi, không có giỡn nha. Thấy thương không quá à? Thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng có trái tim thuần khiết ngây thơ, có tình cảm là trên hết. Ông thật sự nghĩ là tôi có tình cảm với ông á hả? Bà nói gì vậy Trúc Anh? Bà nói gì vậy? Đây không phải là bà. Tôi là người như vậy đó. Bà là động lực lớn nhất của tôi, bla bla. Ông thật sự nghĩ vậy đó hả? Ông thật sự nghĩ là tôi có tình cảm với ông hả? Mấy cái đứa nhà giàu như ông không bao giờ biết đến thực tại là gì, toàn là một đám sống trên mây. Sáng rồi, dậy đi Tuấn Anh ơi. Trúc Anh à, những ngày qua đối với tôi đó là thảm hại lắm rồi. Đừng có nhây với tôi nữa được không? Hay là như anh ép bà nói những lời này đúng không? Anh đã bắt bà nói đúng không? Xong dai như đĩa vậy. Ông đừng có bám lấy tôi nữa. Nể tình hồi xưa ông cũng cung phụng cho tôi, cho nên tôi khuyên ông, với cái gia cảnh của ông bây giờ, chỉ có con Anna ngu ngốc là bám lấy ông thôi. Có khi ông nên chiếu cố cho nó một chút, biết đâu sau này nó vực dậy được gia đình ông. Tới lúc đó hẳn tìm tới tôi, biết đâu tôi lại suy nghĩ lại về quyết định đi du học á.